Chào mừng các bạn học sinh đến với bài giảng trực tuyến của khối 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học môn toán và mục tiêu của bài học là giúp cho các bạn có thể ôn tập lại các cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Các bạn chú ý nha. Trước khi vào bài học, thầy mời một bạn nhắc lại giúp thầy cách giải bài toán rút về đơn vị dạng 1 nào. Ồ, thầy đã nghe được câu trả lời rất là chính xác rồi. Đó chính là để giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thì chúng ta tiến hành hai bước như sau. Bước thứ nhất là các bạn sẽ tìm giá trị của một phần. Ở bước này chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia. Và bước thứ hai là tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau. Ở bước này chúng ta thực hiện phép tính nhân. Các bạn chú ý. Thầy mời các bạn cùng mở sách toán 3 trang 129 và quan sát đề bài sau. Bài 2 trang 129, bài là bài phía trên nha các bạn, là có 2.135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở? Thì đầu tiên, để làm được bài toán này chúng ta cần phải biết đề bài cho gì và đề bài hỏi gì. Bây giờ các bạn hãy cùng tìm với thầy nha. Vậy đề bài cho chúng ta điều gì nào? Đúng rồi, chính xác, đề bài cho chúng ta có 2.135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Rồi, đề bài hỏi chúng ta điều gì? Đúng rồi, rất là chính xác. Đề bài hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở? Vậy, trước khi làm đề bài này, các bạn hãy chú ý vào từ khóa quan trọng dưới đây, đó chính là từ xếp đều, giúp cho chúng ta liên tưởng đến phép tính là đúng rồi, rất là chính xác, các bạn rất là giỏi. Đó chính là chúng ta phải thực hiện phép tính chia. Thì để ở đây chúng ta làm cho bài toán đơn giản hơn và cũng dễ cho các bạn hình dung hơn, thì mình mời các bạn xem tóm tắt sau. Tóm tắt thì thầy vẽ một đoạn thẳng tượng trưng cho số quyển vở của một thùng. Vậy ở đây thầy có mấy đoạn thẳng như vậy nào? Đúng rồi, chính xác, chúng ta sẽ có 7 đoạn thẳng như vậy theo như là thầy bài cho. Và trong 7 thùng này chúng ta có bao nhiêu quyển vở? Đúng rồi, rất là chính xác, chúng ta có 2.135 quyển vở. Và đề bài sẽ hỏi chúng ta là 5 thùng đó có bao nhiêu quyển vở, thì chúng ta chỉ cần biết 5 đoạn thẳng nhỏ trong đây thôi, cho nên chúng ta lấy ra và chúng ta sẽ ngoặc cái dấu chấm hỏi lại, 5 thùng đó sẽ có bao nhiêu quyển vở. Như vậy, chúng ta có thể tóm tắt bằng sơ đồ như là trên bảng mà các bạn đã quan sát, hay chúng ta có thể tóm tắt bằng lời như sau. 7 thùng có 2.135 quyển vở và 5 thùng có bao nhiêu quyển vở? Rồi, như vậy từ tóm tắt trên các bạn có sơ đồ tư duy như sau. 5 thùng thì để biết được số quyển vở của 5 thùng thì chúng ta cần biết số quyển vở của một thùng, rồi sau đó chúng ta sẽ nhân cho 5. Mà một thùng ta có chưa? Đúng rồi, rất là chính xác, chúng ta chưa có số quyển vở của một thùng, cho nên chúng ta cần phải đi tìm. Và chúng ta có thể tìm được không nào? Đúng rồi, chúng ta có thể tìm được số quyển vở của một thùng bằng cách lấy số quyển vở chúng ta có đem chia cho 7. Tại sao chúng ta làm được vậy nào? Tại vì chúng ta có, đúng rồi, đó chính là xếp đều, do đó chúng ta thực hiện phép tính chia. Và số quyển vở ban đầu chúng ta có là 2.135 quyển vở. Như vậy, từ sơ đồ tư duy như sau, thì các bạn hãy trả lời thầy biết. Đối với bài toán liên quan đến rút về đơn vị, bước thứ nhất sẽ ứng với là dòng nào nào? Đúng rồi, chính xác, sẽ ứng với là dòng thứ hai của sơ đồ tư duy. Đó chính là bước 1, tìm giá trị một phần là chúng ta thực hiện phép tính chia. Và dòng thứ nhất của sơ đồ tư duy sẽ ứng với bước 2 của bài toán liên quan đến rút về đơn vị, đó chính là tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau, chúng ta thực hiện phép tính nhân. Như vậy, qua tóm tắt và việc phân tích đề như trên thì các bạn hãy viết bài giải vào tập giúp thầy nha. Bao đây, thầy mời các bạn thực hiện. Sau khi các bạn thực hiện, chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Bài giải. Số quyển vở được xếp vào một thùng là
2.135 chia 7 bằng 305 quyển vở. Số quyển vở được xếp vào 5 thùng là lấy số quyển vở vừa tìm được cho một thùng nhân cho 5, là lấy 305 nhân cho 5 bằng 1.525 quyển vở. Như vậy đáp số chúng ta có là 1.525 quyển vở. Các bạn chú ý quan sát lại. Bước thứ nhất chúng ta thực hiện phép tính chia và bước thứ hai chúng ta thực hiện phép tính nhân. Và đối với lời giải của bài toán này các bạn có thể đặt khác so với thầy, miễn sao đúng ý và rõ nghĩa là được. Sau đây thì mời các bạn quan sát tiếp bài tập thứ hai phía dưới của sách giáo khoa trang 129. Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau, cần 2.550 viên gạch. Hỏi, lát nền 7 căn phòng như thế, cần bao nhiêu viên gạch? Bây giờ các bạn hãy dùng thước và bút chì gạch một gạch dưới những điều đề bài cho và gạch hai gạch dưới những điều đề bài hỏi giúp thầy. Thầy mời các bạn thực hiện. Bây giờ các bạn hãy trả lời thầy biết đề bài cho chúng ta điều gì nào? Đúng rồi, chính xác là cho chúng ta muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2.550 viên gạch. Và đề bài hỏi gì nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Đề bài hỏi chúng ta là lát nền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch? Như vậy, từ những điều đề bài cho và đề bài hỏi, chúng ta có tóm tắt như sau. Tóm tắt: 6 căn phòng thì cần 2.550 viên gạch. Và 7 căn phòng thì cần bao nhiêu viên gạch? Từ đó chúng ta có sơ đồ tư duy như sau. 7 căn phòng thì cần biết một căn phòng thì có bao nhiêu viên gạch, và sau đó chúng ta sẽ nhân cho 7. Một căn phòng chúng ta đã biết cần bao nhiêu viên gạch chưa? Đúng rồi, chúng ta chưa biết, do đó chúng ta phải đi tìm. Muốn tìm được số viên gạch cần lát cho một phòng thì chúng ta làm như thế nào nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ lấy số viên gạch ban đầu chia cho 6, tại vì đề bài cho là lát nền 6 căn phòng như nhau thì cần 2.550 viên gạch, là số viên gạch đó sẽ được chia đều vào 6 căn phòng. Như vậy số viên gạch ban đầu chúng ta có chưa? Đúng rồi, chúng ta đã có là 2.550 viên gạch. Như vậy bây giờ các bạn hãy trả lời thầy biết bước nào là bước rút về đơn vị nào. Đúng rồi, chính là dòng thứ hai cái sơ đồ tư duy của chúng ta, đó chính là số viên gạch chia 6. Thì chúng ta sẽ là bước 1, tìm giá trị của một phần là phép tính chia. Đây là bước rút về đơn vị của các bạn. Và bước thứ hai sẽ là dòng thứ nhất của sơ đồ tư duy, là tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau. Chúng ta thực hiện phép tính nhân. Các bạn chú ý nha. Sau đây, các bạn đã được xem tóm tắt và sơ đồ tư duy của bài toán 2. Bây giờ, thầy mời các bạn cùng thực hiện bài giải vào trong tập. Sau khi các bạn thực hiện, chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Bài giải: số viên gạch lát một căn phòng là, chúng ta sẽ lấy số viên gạch ban đầu chia cho 6, là 2.550 chia 6 bằng 425 viên gạch. Lời giải thứ hai: số viên gạch lát 7 căn phòng là, lấy 425 nhân cho 7 bằng 2.975 viên gạch. Đáp số chúng ta có là 2.975 viên gạch. Các bạn chú ý nha. Các bạn lưu ý đơn vị của chúng ta là viên gạch, cho nên là phải đặt trong dấu ngoặc đơn. Và lời giải các bạn cũng có thể đặt khác thầy, miễn sao các bạn viết đúng ý, rõ nghĩa là được. Rồi, sau khi chúng ta đã được ôn tập lại các bước làm của một bài toán liên quan đến rút về đơn vị, thầy mong rằng các bạn hãy ôn tập lại thật là kỹ, vì bài toán liên quan đến rút về đơn vị là một dạng toán rất khó và là rất là quan trọng trong học kỳ 2 này. Mong là các bạn sẽ ôn tập thường xuyên để chúng ta có thể giải toán một cách nhanh chóng và đúng kết quả nhất nha. Học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy mong rằng các
Qua tiết học này, các bạn đã được ôn tập lại và sẽ có cơ hội để rèn luyện các bài tập liên quan đến bài toán, liên quan đến rút về đơn vị. Chúc cho các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tiết học sau.